Xin chào tất cả quý vị và các bạn, cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ máy dầu, gầm cao, máy khỏe. Đó là một chiếc Ford Everest đời 2007 mới về tại salon. Một chiếc xe số sàn, 7 chỗ máy dầu, form dáng rộng, phù hợp với các bác lựa chọn về chạy gia đình hay là chạy thêm dịch vụ đều ổn. Thì trong khoảng thời gian vừa rồi thì tại salon cũng có bán khá nhiều dòng xe Everest này, từ đời 2008, 2009 đến 2010 và 12. Và hiện tại salon cũng còn một vài chiếc. Thì đây là hoàn toàn một chiếc xe mới về đời 2007. Một chiếc xe đã lên form mới. Thì đối với dòng Everest này thì đời 2005, 2006 và đầu 2007 thì nó vẫn form cũ, form nó sẽ có một cái đường kẻ ngang ở dọc theo xe. Nhưng chiếc xe này đã là form của 2007 và 2008 cũng như là đầu 2009. Một chiếc xe màu đen biển 20, miền Thái Nguyên, bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng, ngập nước. Đây, toàn bộ tổng thành xe này. Đây, phần đuôi. Đến cuối 2009 thì nó lại sẽ lên form mới so với dòng Everest này. Thì Everest 2009 form mới thì giá nó sẽ rất là cao, sẽ khoảng trên 400 triệu. Nhưng tuy nhiên thì một chiếc xe 2007 số sàn, form dáng cũng khá là đẹp và rộng rãi như thế này thì với mức giá chỉ như hơn 300, khoảng 318 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ, option cũng khá là đầy đủ về hệ thống ABS, la răng đúc. Đây, hoàn toàn la răng đúc. Thiết kế lan khá là to và dày, rất là khỏe. Toàn bộ gầm này, cua lốp cũng như là sắt xi. Tôi sẽ quay luôn cả phần gầm. Đây là toàn bộ gầm, toàn bộ sắt xi này và đường ba bô lê. Đây, tất cả cụ xả. Đó. Hiện tại salon thì cũng đang có một vài chiếc đời 2009 màu phấn hồng hay là 2012 số tự động. Thì giá tầm tiền nó lại trên 400. Thì một chiếc xe 318 triệu. Quý vị các bạn có thể tham khảo video để lựa chọn chiếc xe này. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2020. Quý vị và các bạn lựa chọn chiếc xe này về chạy gia đình hay chạy dịch vụ đều ổn. Toàn bộ hệ thống lưới tản nhiệt này. Một chiếc xe máy dầu và gầm cao, chạy rất là khỏe. Cung đường khó đi hay là đồi núi. Dòng xe này máy dầu thì nó chỉ chạy khoảng 8 lít 100 cây. Độ tiêu hao nhiên liệu nằm ở mức trung bình, chúng ta có thể kiếm tiền và chạy dịch vụ ổn. Lốp lắp mới, cả 4 lốp đều mới. Là răng đúc. Nội thất đẹp. Chúng ta sẽ cùng đi vào nội thất. Thì đây là toàn bộ nội thất này. Nó rất là nội thất da xịn và màu ghi vàng, nhìn khá là sang trọng cũng như là sạch sẽ và sáng sủa. Toàn bộ trần nỉ nguyên bản. Hàng ghế sau cũng rất là rộng. Chúng ta có thể ngồi người lớn thoải mái. Đây. Đó. Và toàn bộ táp ly này. Đây. Một chiếc xe chính chủ tư nhân, không qua dịch vụ taxi. Táp ly keo chỉ. Toàn bộ mặt vô lăng cũng như là mặt táp lô và táp ly cửa lái, cương điện tiếng điện đầy đủ. Táp ly da về độ sần này. Toàn bộ keo chỉ. Tất cả những con ốc cánh cửa như thế này. Đây. Bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng ngập nước. Đây, ghế da này. Ghế da rất là căng luôn. Không hề bị bong chóc hay là bị rách. Thì đối với chiếc xe này thì vẫn là đầu CD nguyên bản, chưa hề được độ lên màn hình DVD. Đầu CD nguyên bản thì chúng ta nghe về loa đài âm thanh nó sẽ ổn hơn nguyên bản theo xe. Quý vị các bạn nếu mà muốn lắp bộ màn hình cam lùi thì cũng không cao tiền, nó chỉ khoảng 3 triệu rưỡi là đầy đủ cả màn hình cam lùi. Đây, toàn bộ táp ly đây. Cũng như là mặt táp lô bóng khí bên phụ, bóng khí trên vô lăng và phần những phần cầm trên vô lăng. Vô lăng thì đối với đời 2007 thì chúng ta nhìn thấy chiếc xe này vô lăng cũng rất là đẹp. Hai phần bạc hai bên này thì không hề bị bai màu. Đó, những chiếc xe dường như những chiếc xe mà chạy nhiều hay là không giữ tốt thì tất cả những phần bạc nó sẽ chuyển thành cái nhựa đen bên trong. Cái lớp bạc này nó chỉ là lớp sơn thôi. Gương điện kính điện đầy đủ này. Đó. Kính điện, gương điện. Cửa sổ này,
chỗ, máy dầu, phù hợp cho quý vị và các bạn lựa chọn về chạy gia đình, chạy dịch vụ. Bảo hành đâm đụng ngập nước và 318 triệu, bao rút hồ sơ cho các bác. Thì chiếc xe này về các bác ra tên chính chủ, đóng thuế chỉ khoảng 5 triệu cho đến 6 triệu là chính tên chính chủ rồi. Chúng ta sẽ cùng đi về phần máy của chiếc xe này. Đây là toàn bộ khoang máy. Thì khoang máy đã được dọn rửa rất là sạch. Và chúng ta thấy thì đối với chiếc xe máy dầu mà máy rất là sáng như thế này. Đây, máy rất là sáng luôn, không hề bị thâm. Đây, toàn bộ phần gang này chúng ta thấy đây. Đó, tất cả chân máy, ốc máy này, da máy rất sáng, không hề bị thâm một chút nào cả. Những chiếc xe máy, những chiếc xe mà máy chạy nhiều thì da máy nó sẽ bị thâm, nó không còn sáng bóng như thế này. Hệ thống ABS này trang bị rất đầy đủ về ABS, bóng khí, toàn bộ tai đèn và phần răng. Phát hiện chúng ta mà các bác mà phát hiện đâm đụng thì chúng ta xem vào phần răng và hệ thống tai đèn như thế này, toàn bộ răng này, lắp cabo keo chỉ nguyên bản, toàn bộ phần nỉ lắp cabo này vẫn còn giữ được. Đây, máy này, máy rất sáng luôn. Thì như tôi đã nói thì về độ tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe máy dầu này chỉ rơi vào khoảng 8 lít quay về 100 cây. Đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Ford Everest đời 2007 có giá 318 triệu bao gồm cả phí rút hồ sơ. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn điều gì về các dòng xe khác có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại tôi để phía dưới màn hình hoặc đến salon ô tô Mạnh Hoài đối diện Ủy ban Nhân dân xã Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.